Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay Trái Cây Thơm Mùa Lắc cùng đồng hành với bà con nông dân ở chú Thắng, gia đình chú Thắng ở Quảng Sơn, huyện Đắk Gia Long, tỉnh Đắk Nông. Thì mô hình của chú đó trồng bơ gần 26 tháng và xen với cà phê. Thì mô hình của chú nói chung là cây cối nó cũng rất là đẹp và có điều là bị mọt độc cành quá nhiều. Cái tình trạng mọt độc cành á, thăm vườn của chú Thắng á, hầu như là bị 60-70% là mọt độc cành. Còn những cái bơ này thì lá rất là xanh, như cái đợt trên này nó bị mưa sương muối á, là nó phát đọt non hết. Thì vấn đề là phát đọt non này thì mình cũng đã nhắc nhở ở những clip trước cho con xem. Thì clip này thì quay thăm vườn của chú Thắng, hỗ trợ gia đình chú Thắng về công tác chăm sóc, bón phân, phân hóa mầm hoa, làm cành. Thì ở giai đoạn này thì làm cành thì nó không có tốt, nhưng mà mình hướng dẫn cho chú Thắng làm sơ tạo tán để sau này sau khi thu hoạch thì chú sẽ có được cái kinh nghiệm và kiến thức về làm cành, vì số lượng chú trồng rất là nhiều, trồng sen cà phê. Thì toàn bộ nông dân con chúng ta thì đa số là trồng theo mô hình là sen canh hết. Đó, sen canh hết. Thì ở đây thì cô nói thì trồng bơ mới có 26 tháng tiến hành ra bông hết. Thì cái này công tác của cô chăm sóc cũng rất là tốt, đầy đủ. Nhà thì nước non thì cũng thuận lợi vì có bể chứa nước đầy đủ hết. Thì công tác này thì mình cũng hướng dẫn cho bà con chi tiết rất là tại vườn, nên bà con xem về cách làm cành. Mình nhắc lại nha, trong giai đoạn răng ra hoa thì không nên làm cành. Thì cái này thì hướng dẫn tạo mẫu cho gia đình chú Thắng một vài cây để chú Thắng làm và chỉ cho chú Thắng tận tay cách làm như thế nào cho nó hiệu quả. Nói cây bút thì cái này thì bà con cứ đăng ký kênh nha để theo dõi tất cả video. Thì chỉ còn khoảng cỡ 10 đến 15 ngày nữa là giai đoạn bơ bút đợt 1 sẽ xả nhị hoàn toàn hết. Thì Trái Cây Thơm Mùa Lắc cũng hứa sẽ chỉ cho bà con từng giai đoạn sau khi xả nhị. Thì công tác xả nhị cũng gần đến gần rồi, nên bà con chúng ta hãy quan tâm theo dõi và thăm vườn thường xuyên. Nếu vườn chúng ta rơi vào giai đoạn nào á, thì bà con khắc phục ở giai đoạn đó. Vì bơ thì có một mùa thì nên bà con phải chú trọng vào công tác làm hoa, phun đúng thuốc, đúng liều lượng và công tác chăm sóc nó hiệu quả. Thì cái vấn đề hoa rất là quan trọng. Một mùa nó đạt được năng suất cao thì bà con chúng ta nó sẽ đỡ được cái công sức lao động hơn. Với cây cà phê hay cây tiêu thì cái bút chúng ta nó cũng rất là khỏe và nhàn rỗi, chăm sóc nó cũng rất ít, nhưng mà khi bán chúng ta cũng không cần hái đâu, sẽ có người tự mua, tự cắt, tự hái luôn. Đó là mình chia sẻ bà con. Thì cái vấn đề chính ở cái vườn này là hướng dẫn làm cành, thăm vườn và chia sẻ cách làm bông. Thì bà con cứ theo dõi hết clip nha. Mình quay cũng rất là dài toàn bộ cái vườn của chú Thắng luôn á. Thì tình hình là ở Đắk Nông này chúng ta cái mô hình trồng bơ cũng rất là hiệu quả và rất là thích hợp. Và khí hậu ở đây nó mưa cũng sớm hơn so với Đắk Lắk và Gia Lai. Nhưng mà cái lượng bơ mà nhiều nhất và thu hoạch lâu năm nhất á, vẫn là Đắk Lắk. Bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi nha. Xin cảm ơn bà con ạ.